Rồi kênh Hai Lúa Săn Bắt chào các bạn nha. Nay đi thăm bẫy gắn nha các bạn. Nay mình thăm có 4 cái các bạn ơi. Mình hôm mình gài được mấy chục mồi các bạn, 40 mồi nha. Chứ mình đem cái bẫy này có chỗ nào y bia mình đặt luôn các bạn ơi. Chứ mình đem 4 làm lúa nha các bạn. Thì bữa nay mình lên khu vực sầu riêng đó các bạn, trồng mít sầu riêng nha, cũng mười mấy công đất các bạn ơi. Thì năm rồi mình đặt được mấy gắn hồ hành nhất nha các bạn. Mùa nước năm rồi á, rồi mùa nước năm nay mình quay trở lại nha các bạn. Thì hổm thì thằng em nói trên khu vực đó có mấy hổ ngựa to quá các bạn ơi. Thì hổm mình cũng không có chục mồi các bạn, rồi mình không có đặt được. Sau này mình đặt cũng được mấy chục mồi á các bạn, cắt lúa á. Ta cắt lúa mình đặt được mấy chục mồi cái mình đem 4-7 lên đó mình đặt nha. Mong là bữa nay vô 4 cái là dính 2 con nha các bạn. 2 con là quá ngon nha các bạn. Mình kiếm khoảng 2 con thôi các bạn ơi, là ngon nha. Đó, khu vực này không ai phải ai cũng được vào đâu nha các bạn. Khu vực này là có cái chòi đó các bạn. Đó, xà xà có chòi đó. Nói chung là khu vực này không được ai được vào hết trơn á. Chỉ mình có được vào thôi, tại vì mình hay đặt cái chuột trong đây nè các bạn. Mình xin người ta vô người ta đặt cái chuột nè các bạn. Nên bị gắn người ta cho mình đặt luôn nha các bạn. Đó. Chứ vườn này là rất là khó luôn các bạn ơi. Không ai phải ai cũng được vào đâu nha. Ta nuôi cá rồi đó, sầu riêng mít đó các bạn ơi. Xài nữa kìa. Đó, rồi, giờ mình vô cái bẫy đầu tiên mình quay cho các bạn xem nha. Mình nè, đang vô cái bẫy đầu tiên nha các bạn. Ô đây có người ta bẫy gắn nè các bạn ơi. Cũng mới bẫy thôi. Ở mình đặt thì không có ai bẫy nha. Này ta mới dọn ta dăng bẫy gắn nè các bạn. Nói chung cái này cũng im lắm bạn ơi. Hổm mà mình đặt chỗ này thì không có chỗ nào mình đặt được cái bẫy nên mình đặt mà trống luôn nha các bạn. Hên còn xui mất luôn các bạn ơi. Có khi mấy con mèo các bạn nó lại nó phá nó lội bẫy ra rồi người ta thấy người ta lụm nha. Ui người ta giăng lưới đây quá trời luôn nè. Không biết cái bẫy còn không nữa. Ta bổ ghê luôn các bạn ơi. Ui rồi rồi còn không đây, thấy cái bẫy còn nè các bạn, chưa có dấu khui nha. Mấy thì mấy hổm em thấy nó bò qua đây nè các bạn. Đây người ta cũng chuẩn bị lên mít nè các bạn, ta mới múc nè. Rồi vô cái bẫy đầu tiên nha. Cái bẫy này mình đặt hơi trống liều luôn các bạn ơi, liều thì ăn nhiều nha, có khi cũng gội luôn các bạn ơi, mắc bẫy luôn á. Thấy nhà te các bạn ơi. Rồi một em cá đầu tiên nha các bạn, hổ hành các bạn ơi, con này cũng được nha. Ta giăng lưới gắn quá trời luôn các bạn, cái này ta mới giăng các bạn ơi. Cái đầu có hàng quá im luôn các bạn ơi. Ô, con này cũng cá 4 lạng nha các bạn. Rồi nó vô uống còn chuột uống nút luôn các bạn ơi. Quá ngon các bạn ơi. Cái đầu vô là dính là quá ngon rồi. Rồi được con đầu tiên nha các bạn. Con này có 4 lạng các bạn ơi. Cái đầu có hàng quá đã luôn các bạn ơi. Rồi đặt lại cái bẫy này nha các bạn. Rồi giờ mình vô bẫy thứ hai nha các bạn. Quá trời nãy giờ
thấy 4-5 tay lưới gắn luôn các bạn ơi. Chủ vườn ra giăng quá trời lưới luôn, tại vì người ta cắt lúa vòng vòng nè các bạn, gắn có cái nó gắn nước hổ lãi với hổ ngựa rồi nó gom vô nha các bạn, nên ta giăng lưới lấy lúa cho chuột luôn các bạn ơi. Thấy coi cái này có dính không nha các bạn. Năm rồi mình đặt đây là dính con gắn hô hành 7-8 gram nha các bạn. Sao thấy đây có dấu ai quần hay sao? Gần như nặng nặng nha các bạn, hồi lắm. Con này chắc cũng cả con nãy các bạn, cũng nặng nặng nè. Còn con chuột luôn. Vô chưa quất con chuột các bạn ơi. Chắc nó đợi con chuột xử nó quá. Hai cái hai con nha các bạn. Trời ơi, cái này hai con luôn các bạn ơi. Con bự với con nhỏ nè, con nhỏ kẹt đầu nè. Con chuột còn luôn các bạn ơi. Con này nha. Con này chắc 3,5 gram các bạn ơi, nhỏ hơn con nãy nha. Rồi đổ hai này nha các bạn, con nhỏ nhỏ xíu luôn nè các bạn, ló đầu ra nè. Chuột còn luôn các bạn ơi. Vô không ăn chuột luôn. Rồi con nhỏ mình xử lý sao nha các bạn, nó bị kẹt các bạn. Rồi tới 7 tiếp theo nha các bạn. Cái này nghe te các bạn, cái này còn chuột các bạn ơi, chết luôn. Tới cái bẫy cuối cùng nha các bạn. Lấy cho chuột lúa thôi.
không thấy cứt đĩa các bạn ơi. Rồi chuột chết gã xác nha các bạn, kiếm lửa không à. Rồi vô ngồi cái bẫy này mình đặt lại nha các bạn. Chết gã xác luôn các bạn ơi.